Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel và đây là chuyên mục Behind the Scene. Sau 4 tháng thì cuối cùng bọn mình cũng đã quay trở lại rồi đây. Nhân vật chính của ngày hôm nay thì mình cũng chưa biết là ai nữa. Bây giờ mình sẽ vào văn phòng, ngẫu nhiên bắt gặp ai đầu tiên thì người đó sẽ trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay. Anh Triều, chúc mừng anh nha. Chúc mừng gì? Hôm nay là em quay Behind the Scene và anh sẽ trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay. Bởi vì em bắt gặp anh đầu tiên. Không. Bây giờ anh đi đâu thế ạ? Mày lên tầng 2 mày gặp anh Huy. Không, đi thôi anh, bây giờ anh đi đâu mà em sẽ đi cùng anh. Tao đi tập thể dục. Được, thế bọn em sẽ đi tập thể dục cùng anh. Thôi đi thôi anh, bọn em sẽ follow anh cả ngày hôm nay. Anh làm gì là bọn em đi theo sát luôn. Thế tao không tập thể dục nữa. Ok, bây giờ sẽ là một ngày của VJ Tích Xanh, Đặng Nam, Hải Chiêu. Đi thôi ạ. Behind the Scene mà, cuộc sống sau máy quay mà. Bình thường sáng dậy là anh sẽ phải đi tập thể dục, thể thao các thứ để cho tỉnh người, hiểu không? Đấy, hôm nay cũng gọi là hữu duyên. Bọn mình gọi là vừa đi vừa nói chuyện để có thể là biết được một ngày mình như nào. Thế một buổi anh tập bao lâu ạ? Buổi anh tập tầm 30-45 phút thôi. Nói chung là để cho cơ thể nó không bị trì trệ. Thực ra mọi người ạ, mình mới đi theo anh Triều khoảng tầm được 5 phút thôi. Nhưng mình đã tình cờ phát hiện ra là anh Triều thực ra cũng không tinh tế như mọi người nghĩ á. Mọi người thấy mình nãy giờ là nắng chiếu thẳng vào mặt là không nhìn nổi máy quay ở đâu. Nhưng mà cái ô thì chỉ có một mình anh Triều cầm này, anh Triều không nhiều. Thực ra thì anh cũng muốn nhắn nhủ cho em một bài học về cuộc sống ấy. Thất bại cho sự chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại nhá. Bài học cuộc sống nha mọi người. Sau thì chú ý hơn nhá. Còn là bây giờ thì anh vẫn che cho anh thôi. Ơi, sắp tới chưa ạ? Bộ dạng của em bây giờ cũng y hệt như ngày đầu tiên anh đến đây để đăng ký. Quá xa. Chưa em ạ, chưa đến. Chưa đến? Ôi, xa thế. Đây, đến rồi. Quá xa nha anh. Anh Triều, một tuần anh đi tập 6 buổi đúng không ạ? Đúng rồi. Ngày nào anh cũng sẽ chạy như này, chạy bao nhiêu km hả anh? Anh chạy 15 phút để khởi động, làm nóng. Thế anh không có PT ạ? Hay là anh tự tập? Có chứ, có một bạn PT cũng rất là đẹp trai. Người bạn này phải gọi là không phải là bố mẹ bạn sinh ra bạn ấy, bố mẹ bạn tạc ra bạn ấy như tượng ấy. Đâu ạ? Đó chính là bạn nào không đi đây. Thế hành trình tập luyện của anh là kéo dài được bao lâu rồi ạ? 2 tuần. Hai tuần anh giảm được mấy cân rồi anh? Chưa giảm được cân nào. Có mệt không? Có chứ, mệt chứ. Có ít thôi, tập đi. Nhanh nào, khởi động đi. Khởi động, ok. Rồi mạnh mẽ dữ chưa? Nào mạnh mẽ lên, nhanh lên. Mày có tập thể dục đi em. Không anh, em cứ tập đi. Behind the Scene mà cuộc sống của anh mà. Biết bài của anh Tân hôm nọ show cái ông. Mở động chân. Hop mở 1 2 1 2. Thử nâng chân nào, anh thử nâng chân để xem có được không. Được không? Thử nâng không nào. Anh đang cứu rồi. Không được. Không ổn em ạ. Không ổn à? Ok. Tôi đã có thể có một buổi sáng rất yên bình nếu như không có sự có mặt của hội này. Ồ, sao nhẹ thế? Ồ thì giả vờ nặng, giả vờ là đang gồng lên. Ồ. Bình thường anh sẽ nâng được mức tạ cao nhất là bao nhiêu? Anh thì anh không muốn phồng bạt đâu. Nó là khoảng hơn 10 cân. Tổng cộng 10 cân ạ? Mày lại kinh tưởng sao? Mỗi tay 10 cân. Mỗi tay 10 cân đâu, anh thử đi ạ. Anh nghĩ là em cũng thử trải nghiệm đi, xem là cái cuộc sống hàng ngày của anh như nào. Tại vì hôm nay là thì anh nghĩ là host cũng nên có những cái trải nghiệm nhất định. Được ạ, hôm nay mình được tập PT miễn phí mà. Anh thì là 10 cân rồi, thì anh sẽ cho Lan Phương một cái nó mức nó ổn áp hơn nhá. 40 anh nghĩ. Là qua những phần thể hiện vừa rồi của tôi thì có lẽ là các bạn cũng đã thấy được cái sức mạnh thể chất của tôi là nó phi thường như thế nào rồi. Thế ạ, thế thì em sẽ cho anh một thử thách nữa. Bây giờ anh chống đẩy hoặc plank trong vòng 1 phút rưỡi. Nhưng mà anh phải rủ được một người trong phòng tập gym để làm cùng, trừ em. Mày chưa gì mày đã đi trước đón đầu này. Thôi rồi, anh sẽ chọn plank 1 phút rưỡi đi. Ok ạ. Để anh xem có ai hữu duyên đây không. Ồ, tự nhiên lại gặp Mai Hoa này. Là tự nhiên giữ chưa à, anh thách thức em là sẽ plank cùng anh 1 phút rưỡi. Nhưng mà anh nhường em đi. Kiểu nhường. Em là con gái ấy. Thì ý là ví dụ mới tập được 10 giây thôi là anh đã không trụ được rồi. Thì để em thắng luôn. Được không? Đây mới là cái thể loại gì? Thể loại gì đây? Tranh chín đi. Chuẩn bị. Bắt đầu lâu rồi đấy. Làm đi. Đúng rồi. Thôi anh Triều, anh thua đi. Ai mà thua, tao một chỗ cái vào mông. Ôi, xong được 2 phút rồi. Ôi giời ơi.
mình thắng nha mọi người, không hề kịch bản luôn nhá. Anh ơi dậy đi mình tập tiếp nào. Thế hành động tiếp theo của anh trong ngày hôm nay là gì ạ? Để bọn em đi theo. À tôi hiểu xong rồi thì mình ăn thôi. Thì ăn, hôm nay anh bao bọn em đúng không? Yes. Bởi vì anh thua mà, anh vừa thua Mai Hoa, anh còn thua một người chưa khởi động. Thì bao? Sau 30 phút chờ đợi anh Triều đi tập về thì cuối cùng anh ta đã có mặt tại đây. Anh ơi, tôi đây. Bây giờ đến lượt anh bao bọn em ăn trưa đúng không? Anh vừa thua mà. À không, không. À, bây giờ anh lại phải đi tập xong là mình phải đi tắm em ạ. À đi để tắm ạ. Tắm gột rửa những cái sự mệt mỏi và sau đấy thì bừng tỉnh. Đó. Thế anh đi đi, em đợi. Quay phim vào cùng mình được không? Quay phim thì được. Quay phim vào đi. À, như vậy thì một buổi tập của chúng ta đã xong và cả một buổi sáng mình quay là cái gì cả? Chưa làm được bất cứ một cái việc gì mà bây giờ mình sẽ ăn trưa các bạn ạ. Ôi hôm nay anh tự tay vào bếp nấu cho bọn em món gì thế ạ? À, cái món này là một cái món rất đặc biệt mà anh đã dày công nghiên cứu từ cách đây 2 tháng. Gọi là món xiếp. Xiếp? Đúng rồi, diễm phúc được ăn như các GM thì hay gọi đây là xiết em ạ. Đấy, đây chính là món rau luộc. Ăn đây nó mới khô rồi. Em với anh ăn chung một mớ rau này ạ. Một mớ rau này thì cũng không thể nào mà đủ cho tất cả mọi người trong ekip. Thế nên là mình cũng đã đích thân nấu, đúng không? Nhặt nấu đúng không? Anh tự đặt về á. Anh tự đặt về. Đây, đồ heo thì. À, vẫn là heo thì ạ? Không, nhưng mà anh biết là mọi người ăn như thùng luồng ấy, nên là anh đặt nhiều với cả ra đồ ấy, anh nhìn cũng không heo thì lắm đó. À, PD đánh giá giúp tôi là cái món bữa ăn trưa của tôi ngày hôm nay thì là nó có heo thì hay không? Và ăn cái này thì chúng tôi sẽ phải tập bao nhiêu buổi nữa thì mới bù được? Ngon thế! Anh Chiều, bây giờ ăn trưa xong rồi thì hoạt động tiếp theo của anh sẽ là gì ạ? Từ sáng đến giờ anh đã tập thể dục rồi, anh ăn trưa chúng mày, anh thấy là quá tốn thời gian của anh. Từ nãy giờ là anh chưa làm được cái việc gì chuyên môn của anh đâu. Nên là bây giờ ấy, anh sẽ quyết định đi ngủ. Hả? Đi ngủ ấy ạ? Ừ. Anh ngủ đâu ạ? Ơ, bình thường anh vẫn ngủ đây thôi. Ngủ ở đây á? Ngủ đây là cái ngủ trên ghế này. Ơ, mày không tin à? Nhìn cái mặt này là biết là không tin rồi. Nhìn biểu diễn này. Nhìn đây. Sời ơi, xịn chưa? Đấy, chưa hết, tiếp này. Trời ơi, ghế người ta ngả 140 độ. Thế này nó gọi là Desame. Đấy. Ghế này là ghế phông bạt đấy. Mọi người ạ, à, đây chính là chỗ ngồi làm việc rất chill của anh Triều, nơi đã sản xuất ra rất nhiều content triệu view. Ngày xưa thôi, bây giờ khoảng vài content, 100.000 view. Thì anh cho em hỏi là một ngày năng suất nhất của anh thì anh sẽ sản xuất được bao nhiêu kịch bản và quay bao nhiêu video ạ? 5 video và 5 kịch bản. Đấy là năng suất của anh Duy, còn mình thì là năng 3 kịch bản được 3 video thôi, đấy nhiều nhất rồi. Thế cho em hỏi là cái động lực của mình để mình có thể sản xuất ra content liên tục như thế là gì ạ? Ôi, động lực thì nhiều lắm em ạ. Thế động lực của em đi làm là gì? Kiếm tiền ạ. Ồ, thế là mình có cùng động lực rồi. Nói thôi, thực ra là anh thì anh cũng rất muốn có một cái chỗ làm việc thoải mái. Lăn lê bỏ tỏi các thứ là cũng ok. Và quan trọng nhất, đó chính là chúng ta cần phải có một điểm tựa. Đây, xin giới thiệu mọi người. Điểm tựa của tôi trên ghế công thái học siêu xịn, cực kỳ độc đáo, Mansion E3 Pro 4.0. Đấy. Đây, em nhìn đi. Tựa tay kim loại 8D, xoay được 360 độ. Anh xoay cho mà xem. Trời ơi, em thấy không? Em có biết tại sao là chúng ta có thể xoay được như này không? Tại vì là để có thể tùy chỉnh theo nhiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào cái nhu cầu của bản thân em muốn ngồi như thế nào. Cái ghế này còn gì đặc biệt nữa không? Ôi giời ơi, nhiều lắm em. Em thấy không? Đây là tựa tay 8D. Vâng. Tựa đầu này 6D. Đây nhá, có thể điều chỉnh độ cao cũng như là nó rất to, giúp cho ôm trọn phần gáy của em, làm cho cơ thể của em lúc nào cũng thoải mái. Chưa hết em ạ. Ở đây chúng ta còn có bộ đỡ lưng dưới, đặc biệt dành cho những ai hay bị đau lưng, mỏi lưng do ngồi nhiều. À, em bảo không? Em ngồi luôn. Đây. Ôi giời ơi, quá hợp lý luôn. Hợp lý không? Hai cái này nó ôm vào eo mình đúng không anh? Đúng rồi. Cái bộ đỡ lưng này, nó có khả năng điều chỉnh đa chiều, lên xuống tiến lùi đều được. Đấy. Còn hai cái này, đó chính là hai cánh đỡ hai bên để ôm vào eo của em. Ngồi thoải mái không? Thoải mái gì đấy? Tao là không muốn phong bạt đâu, nhưng mà cái này ngồi hơi thoải mái đấy. Em nghĩ là những ai đau lưng thực sự là rất hợp với cái này. Em tất nhiên rồi. Cho em xuống tầng 2 cái ghế này nhé. Không. Đệm tay, đệm gáy, lại còn đệm cả lưng nữa. Nhưng mà em biết không? Có một cái rất là hay.
đó chính là tất cả những cái mà anh vừa kể trên. Chúng ta chỉ cần điều khiển bằng một nút, nhìn sang bên phải đây, phía dưới em. Đấy, chính là cái nút đó. Ui, thấy không? Đấy. Không, nếu như mà em muốn nâng lên thì em phải đứng dậy. Nhân tiện đang nói về điểm tựa thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn một điểm tựa rất là vững chắc của mình trong quá trình mình làm video. Đó chính là góc làm việc mà mình sử dụng hàng ngày. Đây chính là một chiếc laptop. Và đây là chiếc máy mà mình đã sử dụng để có thể làm ra được rất nhiều những video. Thực sự là với một cái lượng view cực kỳ khủng, lên đến hàng trăm nghìn trong tuần này. Đấy. Cùng với đó là một chiếc bàn phím cũng cũ te. Đây, ở đây thì mình có custom thêm một mèo, một chó. Đấy, bó lại cho tròn. Mình dùng đến mức gọi là bẩn cả bàn phím rồi đây này. Trắng nó hình như thành màu cháo lòng, em thấy không? Chứng tỏ là anh rất nhiều. Em thấy nó vẫn trắng lắm, ngang cái bàn này. Chứng tỏ là anh ít ngồi làm việc ở đây. Đây, còn nữa, mình đang sử dụng một chiếc điện thoại. Và đây là một chiếc điện thoại gập nha. Ở đây thì sẽ còn có thêm một cái bảng này này. Đây, cái bảng này cực kỳ hay luôn. Anh viết kịch bản ở đây. Anh viết kịch bản ở đây. Anh viết rất nhiều thứ ở trên này. Và đây, có một cái rất hay ở cái bảng này, đấy chính là ví dụ mình ghi là Hải Triều đi, cho đẹp trai ạ. Đấy. Mày tươi không, 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 anh viết tiếp đi ạ. Anh chia sẻ với các bạn tiếp. Mày thấy độ gì? Hải Triều đẹp trai. Thì mình chỉ cần bấm một cái nút này. Cái bảng này rất là hữu dụng trong những cái quá trình khi mà chúng ta quay phim. Đấy, trong quay phim mà chúng ta không muốn gọi là nhắc nhở VJ hay là có một cái gì đấy thì mình ghi vào cái bảng này. Đấy, hiểu không? Đấy thì VJ sẽ đỡ, mình sẽ đỡ bị dừng hình. Thì tất cả những cái đấy nó làm nên những cái video gọi là bom tấn rồi. Anh ơi, em thấy là mình cũng đi qua được 2/3 ngày của một VJ rồi nhưng em vẫn chưa thấy anh làm cái nhiệm vụ chính là kiểu lên hình quay phim chụp ảnh ấy. Ôi giời, tiếc quá. Anh bảo em chọn đúng cái hôm mà anh không có lịch gì cả. Thôi rồi. Bây giờ anh sẽ tự vẽ ra công việc cho mình, đó chính là đi làm và giao mail cho mọi người. Anh ơi, em channel đang còn rất nhiều video cần anh làm camera quay ngay bây giờ. Thế thì mình đi quay thêm. Quay phỏng vấn anh luôn nha. Khi bạn làm ở công ty truyền thông, bạn sẽ có đội ngũ seeding miễn phí.